Quý vị và các bạn quay trở lại với 8790. Quý vị và các bạn thân mến, từ hôm nay 8790 sẽ có thêm chuyên mục đưa tin tổng hợp về lịch trình của các nghệ sĩ trong một khoảng thời gian nhất định. Đương nhiên, thông tin mang tính chất tham khảo là chính và hãy ăn dưa một cách lý trí và tin tưởng vào idol của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ nhiều người hâm mộ sau khi xem bộ phim Trần Tình Lạnh vẫn không thể nào quên được sự kết hợp ăn ý của hai diễn viên chính trong phim. Và chính Tiêu Chiến và Vương Huyết Bác có lẽ cũng không nghĩ rằng bản thân họ có thể trở nên nổi tiếng đến thế. Họ đơn giản chỉ muốn được sống với đam mê bình thường của mình. Tuy nhiên không có cách nào khác, họ đã được định sẵn để trở thành người nổi tiếng. Hai siêu sao với lượng truy cập siêu cao, nhiệm vụ của cả hai là tỏa sáng vô hạn. Và mới đây có tin tức rằng Vương Nhật Bác, Trương Nghệ Hưng, Tiêu Chiến, Dương Tử tất cả đều được mời tham dự buổi ghi hình lễ hội mùa xuân của CCTV vào ngày 19 tháng 1. Gala lễ hội mùa xuân vẫn luôn là sự kiện đặc biệt trên các đài truyền hình vào dịp năm mới. Hầu như những diễn viên được yêu thích nhất Trung Quốc đều xuất hiện trong danh sách khách mời đêm hội mùa xuân. Mới đây có thông tin tiết lộ rằng Tiêu Chiến đã đến buổi tổng duyệt của gala lễ hội mùa xuân này. Ngoài ra, ở buổi tổng duyệt trước đó cũng đã có Dương Mịch, Châu Thâm và một số nghệ sĩ khác. Tiêu Chiến xuất hiện vào đêm muộn ở buổi tổng duyệt và truyền thông đã không chụp được ảnh của anh ấy. Tiêu Chiến đi vào sân vận động vào ban đêm để tham gia buổi tổng duyệt này. Được biết gala lễ hội mùa xuân đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 1. Đội hình của gala cũng trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả trong thời gian gần đây. Vậy liệu Vương Nhất Bác có mặt tại sự kiện này cùng với Tiêu Chiến hay không? Rất khó để người hâm mộ có thể nhìn thấy bộ tứ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Dương Tử và Trương Nghệ Hưng trên cùng một sự kiện. Đặc biệt là sự kết hợp trở lại giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là điều ít có khả năng xảy ra. Không biết liệu có bất ngờ nào xảy ra không? Đây là một sự kiện lớn và cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhận được lời mời. Nếu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có mặt, đó sẽ là sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh sự kiện này còn có tin tức rằng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng một số nghệ sĩ khác sẽ hát bài hát Trung Quốc chào đón bạn của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Họ đã tiến hành thu âm bài hát này. Tôi không rõ quá trình thu âm sẽ diễn ra riêng lẻ hoặc theo một cách nào đó, nhưng bạn có thể nghe Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng hát chung một bài hát. Không biết rằng bài hát này có được biểu diễn trực tiếp hay không. Ngoài ra, tin tức được lan truyền rằng Vương Nhất Bác sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều gánh vác trọng trách. Họ là một trong những đại sứ quảng bá liên quan đến sự kiện này. Bạn có hy vọng được nhìn thấy cả hai nghệ sĩ tới sự kiện thể thao có tính chất quốc tế này không? Hãy cùng đếm ngược sự kiện này và chờ các thông tin chính thức từ phòng làm việc của nghệ sĩ nhé! Vài ngày trước, Tiêu Chiến cũng đã đến ghi hình cho gala Trăm Hoa Chào Xuân 2022. Đây là gala lễ hội mùa xuân của Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc, gọi tắt là dạ tiệc mùa xuân. Rất nhiều nghệ sĩ khác cũng đã có mặt tại hiện trường hôm đó. Còn về phim ảnh, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ vào đoàn làm phim Giấc mộng biển cả. Nhưng đối với nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính vẫn chưa chắc chắn. Thông tin ban đầu là nữ diễn viên Miu Miu, nhưng người trong đoàn tiết lộ rằng có thể sẽ có sự lựa chọn khác, mọi việc vẫn chưa được quyết định. Trong lịch trình của Tiêu Chiến sắp tới còn có lịch tham gia đêm hội mùa xuân Tổ Dinh vào ngày 20 tháng 1. Về lịch trình của Vương Nhất Bác, anh ấy sẽ có bộ phim tài liệu về ván trượt do ANTA tổ chức. Bộ phim tài liệu này dự kiến phát sóng trực tuyến vào tháng riêng này. Đây là một bộ phim mang đến cho người hâm mộ những khung hình năng động của Vương Nhất Bác. Thông qua những hình ảnh của anh ấy khi trượt ván, ANTA cũng có thể quảng bá rộng hơn sự năng động và nét đẹp thể thao trong trang phục của họ. Đối với lễ trao giải thưởng của Tencent, đã có khoảng 100 nghệ sĩ được mời. Đương nhiên trong danh sách có tên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Mịch, Hoàng Hiên, Tống Thiến, Nhật Ba, Đặng Luân, Cung Tuấn, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư và nhiều nghệ sĩ khác. Như mọi người đều đã biết, dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan và hoạt động của các nghệ sĩ cần phải đảm bảo yếu tố phòng bệnh an toàn nhất. Vì vậy xin vui lòng chú ý, đây là tin tức bên lề và lịch chính thức còn dựa vào tình hình thực tế. Trên đây 8790 Channel vừa tổng hợp một số lịch trình dự kiến của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hoan nghênh bạn để lại bình luận bên dưới video này nhé!